chỗ mình khỏe hả? Muốn đi công việc á thì chỗ bực sao to tuổi không em nó còn ủ cỏ miếng bóng gãy ủ tay thì chết đó. Cái này nó bự lắm. Chị chết anh ăn quay. Bự cho anh ăn lại đi. 12 bữa ăn chị nghe ra là 20. Cái chị đã đi thương ăn cân quay cái tay muốn nó rảnh cân món nữa. Cái này kể cái chị đừng ăn em ngay đi ra hoặc của cả. Nghe được. Việc mà chứ liếng không tí nhưng mà nhạc à bới cái con viếng anh dọa ý luôn tí viếng luôn con viếng ở gia đình á học ra thì mẹ tí á ngay mà có cái hết từ ngay về chưa bụng ngay bụng vậy luôn thì còn về trong trướng không chưa đấy đừng nói mấy tiêu chưa về đấy thằng điện thoại thằng điện cho em đó hỏi mà em chưa nói nghe lời nói bơ hẳn nói khách tôi không chấp chị đi hôi xấu cậu người quấy em nè không phải đi như người quấy chứ còn con riêng là mình như có học to quay được cái chi mất đó có gì khó mà việc chẳng quá ăn nhạc cái gì lại thế đấy ở cái điện mà quay được mình chỉ mạng đựng sĩ luôn anh đi thân bài chị nói cái chị chưa chị nói về nó quá đó thôi chị chưa nó kỳ không sướng á chị nói ra cái chị nói là mẹ bữa đi vòng chị quay cái điện thoại mua đâu nữa em có khách chị quay cho do mà làm gì ra chị về cho hoặc là nói chị về cho bữa đi chị bữa cá chấm á chị nói chị tăng cái chi tiết đó nữa mình làm khổ thì mềm nhá em nhớ đội đông nghe tiếng hả? Đến bên kia. Bữa em nói. Khoan mà đã quay xong. Bây giờ thầy khách mình hạ còn có nhé. Anh đi. Cá mẹ đến cây đi mua bụi thịt nướng cho cá hay cá từ đi ăn đi mẹ mặc làm đi mẹ với cá đi học lại lật mãi đi đi go mãi 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 đi lật mãi đi đi
em để muối ngày tấy đấy nhá.